你学什么？我什么？我学中文的，中文在哪？中国。啊，我。中文。你学什么？我学中文。中班波兰，浪漫汉语。中国。中国同这个包，你那边是不点出土呢？你就是来点汤，点花，点豆。越南人如果要跟黄金在内地，全部都是讲的啦，中文、汉语，你要让买汤，汉语，汤那边汤锅。中国普通话，中文难不难？中文难不难？中文难不难？中文很难。你怎么样学习？我在努力学习，努力不是学习。你好棒，你加油！Nói cũng là bao tiêu nói nhỏ nhỏ hơn bao tiêu thôi này một gói bánh bé tí thì bao tiêu thế thì tôi muốn lấy món này 60 gói thì muốn mua thì mua hay là muốn đặt muốn mua tôi muốn mua 63 món này Từ giờ em hỏi ông nào sẽ bắt cái học thuật được đấy. Không thì em hỏi lúc nó lại trôi theo dòng nước. Tôi là gì nhỉ? Muốn là gì? Xẻo xẻo mãi mãi 60 liệu xứ muốn ba này bao liệu sứ bao bốn người luôn bảy bảy thế này bảy thế này có thể cho lên đầu bảy thế này có sẽ có sẽ nó phải liệu sứ bao bảy đầu của sẽ của sẽ là bảy sứ bao bảy thế thế ví dụ hoặc là hỏi nếu mà muốn nói rõ hơn thì em đang muốn cả là không tôi muốn mua mỗi loại 60 bao đấy ấy lại thành có chữ tôi muốn mua thì bỏ qua mỗi loại 60 bao
bảy xứng liệu xứng liệu xứng bao liệu là bao nhiêu mấy liệu xứng bao liệu xứng bao muốn mua ba loại, tôi muốn mua ba loại 5 đồng dưới. Tôi muốn mua ba loại. Từ. Tôi nghĩ là tôi muốn mua ba loại 4 loại 60 bao. Tôi muốn mua bao ba loại. 4 loại. 60 bao. Tôi muốn mua là gì? 我想买 ba năm loại chủng sang chủng mỗi loại mấy chủng mấy chủng củ xứ bao không tự năm đồng dưới 5 đồng dưới 6 đồng là khỏe khỏe và ba cái này đều chỉ về cái tên này chỉ về đấy em gọi cái nào khỏe thì là chúng ta nói nhuyễn thì để chúng ta biết biết là mình sẽ biết nhuyễn thì Việt Nam đồng à thì nhân dân tệ thì đâu nhân dân tệ là gì gần thì gần như thế gần như gần như tỷ nhân dân tệ cái câu là của chữ RMB quốc tế nó có thể sử dụng cái chữ RMB chỗ này sẽ là dùng mỹ tỷ củ đèn dùng mỹ tỷ hoặc là 6 đồng 7 thì là hiệu cũng được 6 đồng 7
Từ xong rồi sẽ học thêm cả số từ.